Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách thay đổi màu chữ và kiểu chữ khi nhắn tin trên Zalo. Ok, thì để làm như nào? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm luôn. Đầu tiên này, các bạn sẽ truy cập vào Zalo này. Sau đó các bạn sẽ ấn vào phần danh bạ này. Tiếp đến các bạn sẽ chọn một người bạn mà các bạn cần nhắn tin. Ví dụ như đây mình sẽ chọn người bạn này. Đấy, tiếp theo mình sẽ ấn vào cái phần ở dưới này để mình soạn tin nhắn. Bây giờ các bạn sẽ soạn một cái nội dung tin nhắn nhé. Rồi, sau khi soạn cái nội dung tin nhắn xong, bây giờ các bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng đây, màu xanh xanh ở đây. Đấy, các bạn sẽ ấn vào, các bạn giữ một lúc. Đấy, thì sau khi ấn vào và giữ thì nó hiện ra các cái kiểu chữ và các cái màu chữ ở đây. Đấy, rất nhiều các cái màu chữ, màu đỏ, màu xanh, đấy, rồi màu tím, đấy, màu cam, đấy, rất nhiều màu. Đấy, các bạn thích cái kiểu màu chữ nào đấy, thì các bạn có thể ấn vào, các bạn chọn, các bạn nhắn tin cho người bạn, các bạn trên Zalo. Đấy, bây giờ mình sẽ chọn thử một kiểu màu chữ nhá. Đây, ví dụ mình sẽ chọn cái kiểu chữ vào cái màu chữ màu xanh này đi. Mình ấn đây. Đấy. Sau đó mình sẽ ấn để mình gửi. Đấy, nhìn nó khá là đẹp và ấn tượng. Thì sau khi các bạn gửi đi như này thì những người bạn của các bạn trên Zalo ấy, những người bạn nào mà các bạn gửi đi gửi nhắn cho họ ấy, thì họ sẽ nhận được kiểu màu chữ như này. Đấy, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ thử soạn tiếp một cái tin nhắn nữa và mình gửi một cái màu khác nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ lại ấn vào cái biểu tượng này. Đây, cái màu xanh này. Đấy, cho nó hiện các cái màu chữ với kiểu chữ lên. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái màu đỏ ngay đây đi. Đấy, sau đó mình ấn gửi. Đấy, nhìn nó khá là đẹp. Nếu các bạn mà yêu thích cái kiểu chữ và màu chữ như này, các bạn có thể áp dụng theo cách mình hướng dẫn để nhắn tin cho bạn bè các bạn trên Zalo, tạo cái sự khác biệt và gây ấn tượng với họ trên Zalo. Rồi, ok. Như vậy là mình chia sẻ cho các bạn xong nội dung của video này. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.